Dạ em xin chào quý vị anh chị. Đó thì ngày hôm nay em ngày này em bán số cho ngày mai nha anh chị. Đó. Số cho ngày mai luôn. Bữa nay là ngày tóm tháng 3 năm 2024 thứ bảy. Ngày tóm tháng 3 đó. Thôi em bán quốc lộ 24B nha anh chị xem cũng thường thấy đó. Nhưng mà này giờ này khoảng gần 4 giờ cho với số trải xuống Tịnh Hòa đem xuống Quảng Ngãi rồi anh chị. Nên bây giờ em bán cho cái số cho ngày mai là ngày 9 tháng 3 đó. Thì đây là ngày 9 tháng 3 thứ bảy thì nó thuộc về cái tỉnh Quảng Ngãi là 1, tỉnh Đăng Nông là 2. Rồi. Rồi số Đăng Nông thì có 30 tờ. Để coi thử 230 tờ vậy đó nha anh chị. Để coi. Rồi 20 tờ thôi. 20 tờ đúng rồi, 20 tờ. Rồi 62 này. 43 này. 60 này. 70 này. 25 này. 72 này. 63 này. 59 này. 44 này. 90. 12. 02. 26. Đó, 11. 08. 81. Đó, đây Quảng Ngãi nha anh chị. 85. 76. 39. 94. 53. 67. Và 48. Đó, còn cái đây nè. 20 tờ là thằng này nè. Thằng Đăng Nông này, 2 4 6 8 10. Đó, đó cái này nè. Còn Quảng Ngãi thấy nha anh chị. Qua em cũng mua nhiều đó. Đó. Rồi đây Quảng Ngãi là em cũng lấy một sắp nha anh chị. Cũng lấy một sắp rồi. Rồi thì những con số em qua cho anh chị mình xem. Đó. Thì anh chị nào mua vé số thì có đến đây. Ngay chỗ mà em bán cái xăng dầu Tịnh Đông quốc lộ 24B gần kế xanh đường và nhân của đường. Đó, thì anh chị mình mua tại vé số nha. Đó, em ở Tịnh Đông giúp giới Tịnh Bé nha anh chị. Đó, gần cái xăng dầu Tịnh Đông này. Đó, cái xăng dầu đó nha anh chị. Đó, ngay chỗ đây. Đó, của cây si. Em bán dừa ở đây. Đó, quầy hòn của em đây. Đó anh chị mình mua vé số ghé kiếm tà cầu lọc nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị cô bác rất là nhiều đã xem video của em. Chúc cho anh chị được may mắn, phát lộc, phát tài, khỏe mạnh. Cảm ơn rất nhiều.